Thơm lắm các cháu ạ. Ui, ngon đấy. Món này chắc là các cháu chưa được ăn bao giờ. Ừ, các cháu nhìn này, những chú tôm nó co vào ấy. Rồi. Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog. Các cháu ơi, các cháu nhìn này, wow, rất chi là nhiều tôm đấy. Thì hôm nay bà lại tiếp tục làm clip, bà sẽ làm món tôm sốt bơ tỏi các cháu nha. Chắc cái món này các cháu chưa được ăn bao giờ đấy, ngon. Thì bây giờ bà giới thiệu đây này, bà chuẩn bị chỗ này rất là nhiều tôm này. Ui, những chú tôm nhảy lách tách đấy, tươi sống lắm, ngon lắm. Đấy, chỗ này là chục cân tôm đấy. Và gia vị như là tôm sốt bơ tỏi là có bơ đây, và tỏi đây, và ớt khô đây, bột ớt khô đấy, các cháu thấy chưa? Thì bây giờ bà sẽ đi thực hiện luôn nhá, bà sẽ đi làm sạch tôm, rút hết ruột của nó ra này. Sau bà sơ chế nhá, mới lại bà bóc hết vỏ đi nhá các cháu nhá. Thế xong bắt đầu bà cho bà tẩm ướp, rồi bỏ lên là sốt lên thôi. Thì các cháu mà xem video này thấy hay, like và chia sẻ video thật nhiều giúp bà nhá. Bà làm rồi bà mời tất cả các cháu tới đây thưởng thức món tôm sốt bơ tỏi với bà nhá, cho nó vui nhá. Thôi đi, bà đi thực hiện luôn nào. Các cháu ơi, bây giờ bà sẽ làm sạch tôm nhá. Đây, bây giờ bà sẽ bóc hết cái lớp vỏ này, cắt chân này và rút ruột của nó ra các cháu nhá. Đấy. Đây, bà bóc sống rồi, bóc sống chắc là dai đấy. Ui. Cháu ạ, món này ngon đấy. Bóc vỏ sống nó dai lắm các cháu ạ. Đấy, ui, nó không như bóc vỏ chín. Các cháu nhìn này, đấy. Ui, hết rồi nhá. Bây giờ bà cắt này. Đuôi này, chân nó của nó cắt hết đi. Đấy. Đây, chân này, đấy. Đấy, đầu cắt bớt đi. Thế còn bây giờ là bà sẽ mang ra bà rút ruột của nó đi. Cháu lại, đây là ruột này. Nè. Ấy, ấy, rút ruột rồi, sạch rồi. Đấy, bà rửa sạch đây các cháu nhìn này. Ui. Các cháu nhìn này, đây trắng ngần rồi. Đấy, rút hết ruột rồi. Đấy, ngon lắm. Đấy, để đấy, bà lại làm tiếp. Rồi các cháu ơi, ui, sạch sẽ lắm rồi, ngon lắm đây các cháu này, bao nhiêu này, wow, toàn thịt tôm thôi đấy, bà loại bỏ hết những phần dơ bẩn rồi. Thì các cháu ơi, bây giờ bà sẽ mang đi tẩm ướp nhá, tẩm ướp trong vòng 20 phút bà bỏ lên bà sốt, thôi đi. Các cháu ơi, đấy, bây giờ bà sẽ tẩm ướp nhá, các cháu nhìn này, wow. Rồi, đây là tỏi này, các cháu này, tỏi xay rồi này. Đấy, tỏi xay rồi. Và đây là tiêu này. Rồi, đây là ớt bột này các cháu này. Rồi, bà cho tí nghệ vào nữa các cháu nhá. Đây là nghệ này. Wow. Rồi, bây giờ bà đảo là. Wow, các cháu ơi. Đấy, ui, thơm đấy. Thế, bà tẩm ướp trong vòng 20 phút rồi cái lỗ ngấm nghía và con tôm nó cứng lên cho bà đi đốt bếp. Bà cho vào sốt lên, sau là ăn cùng với cơm trắng các cháu ạ. Wow, cái món này ngon đấy. Các cháu ạ, mới tẩm ướp với tôm mà đã cứng rồi, những chú tôm đã cứng rồi này, các cháu nhìn này. Ui, các cháu nhìn này, hấp dẫn chưa? Ba ơi, chào ba. Ô, bà chào các cháu nhá. Các cháu ở nhà lên chơi hả? Dạ vâng ạ. Ba đang làm món gì đấy? Hôm nay bà làm món tôm sốt bơ tỏi. Tôm sốt bơ tỏi. Vâng. Bà thấy các cháu về chơi đông quá, bà lại cứ hồi hộp quá, lại nói như hay nói nhị. Thế à, thế các cháu ở quê ở đâu đấy? Các cháu ở dưới Hà Nội lên ạ. À? Ở dưới Hà Nội à? Thế các cháu làm nghề gì? Các cháu làm giáo viên mầm non ạ. À, thế có nghĩa là hôm nay là toàn cô giáo đấy à? Vâng. Cháu làm ở đâu? Cô giáo ở đâu? Cháu dạy trường nào? Có dạy trường mầm non Thăng Long Kids ạ. À, dạ, Hà Nội à? Vâng. Thế à? Nhìn hấp dẫn quá bà nhỉ? Đúng rồi. Thơm hôm nay bà làm món thế à? Tôm sốt bơ tỏi, bà tẩm ướp cho bà đi đốt bếp nhá. Sau này bà mời tất cả các cháu các cô giáo nhá, ở đây thưởng thức nhá. Dạ vâng ạ. Thơm lắm. Đấy các cháu ạ, đã những chú tôm đã cứng dần rồi đây các cháu nhìn này. Wow, thế này tí nữa ăn thì ngon đấy, lại bơ nó quyện vào đấy các cháu ạ. Rồi, bây giờ bà đi đốt bếp rồi các cháu nhá, bà để nó ngấm nghía đã. À, các cháu ơi, đấy, bây giờ bà đặt chảo lên bà sốt nhá. Đấy, các cháu này, ui, bơ này, các cháu này, sốt bơ tỏi không thể thiếu bơ, bà cho một
cục bơ vào. Ui, cháu thấy chưa? Đấy, thơm lắm các cháu ạ. Đấy, bà cho nó chảy tan bơ rồi sao bà bỏ tỏi vào. À, các cháu ơi, ui, bơ nó chảy tan hết rồi, thơm lắm các cháu ạ. Mà hôm nay bà thấy rất vui nhá, có nhiều các cô giáo ở trường mầm non Thăng Long Kíp và bà chơi lắm các cháu ạ. Rồi bây giờ bà bỏ tỏi vào. À, hôm nay nhiều cô giáo lắm, bà làm món tôm xốp bơ tỏi xong rồi bà mời tất cả các cháu tới đây cùng thưởng thức với bà cho nó vui nhá. Đấy các cháu ơi, thôi bỏ tôm vào ạ. Wow, các cháu thấy chưa, ngon đấy, toàn mùi bơ lại mùi tỏi, mùi tiêu, mùi nghệ. Ui, nó bốc mùi lên thơm thế các cháu ơi. Wow, đấy những chú tôm đã đang chuyển màu rồi các cháu ạ, ngon đấy, xèo xèo. À, các cháu ơi, đấy, tôm bắt đầu nó co nó lên này. Đấy, các cháu nhìn những chú tôm này. Ừ, ngon chưa? Rồi, bây giờ bà bỏ ít hạt lê vào nhá. Để ăn cho nó ngon nào. Bỏ ít hạt lê vào. Đấy. Rồi, bà cho ít bột ngọt vào nữa là. Thôi, hương mặn, mặn cho các cháu ạ. Mặn nó không tốt đâu, ăn nó không tốt các cháu ạ, nó hỏng thận. Đấy, các cháu thấy thơm chưa, ngon đấy. Ui, các cháu nhìn này, các cháu nhìn này, những chú tôm nó co vào ấy, nhìn hấp dẫn chưa, lô hoa quạn với bia tỏi tiêu rồi, tuyệt vời các cháu ạ, ngon đấy cháu ạ. Wow, nó thơm lắm, ngon lắm các cháu ạ. Đây bây giờ nó là chín lên, nó lại co chú tôm tròn xoe luôn này. Đấy, đã Hà Lăng, bây giờ bà cho tí rau mùi vào ăn cho nó đã các cháu nhá. Rồi bây giờ bà bỏ rau mùi vào này. Wow, ê, ê, thơm lắm các cháu ạ. Ui, ngon đấy. Món này chắc là các cháu chưa được ăn bao giờ. Rồi, các cháu ơi, thế là cái món tôm sốt bơ tỏi bà đã nấu chín rồi các cháu này. Đấy, thì bây giờ bà mang ra để thử thức thôi nhá. Ờ, các cháu ơi, đấy, thế mà bà đã làm xong cái món gọi là tôm sốt bơ tỏi rồi các cháu ạ. Đấy, ngon lắm đấy. Hấp dẫn thế, bà ơi, con đồ ăn lắm rồi. Bây giờ bà mời tất cả các cháu cùng ăn với bà nhá. Vâng ạ. Bà mời tất cả các cô giáo cùng ăn với bà nhá. Vâng ạ. Hôm nay các cô giáo tan với cô giáo sinh thôi cho bà là. Còn kết cô nào không? Các cô giáo ở trường mầm non Thăng Long Kíp đây, Hà Nội đây các cháu ạ. Thôi, cháu, cô đâm cơm ở đây. Cơm để ăn cùng với tôm. Wow. Ôi, cơm thơm quá bà ơi. Rồi. Hôm nay là các cháu ạ, cái món cơm này là gạo gì nhỉ? Campuchia. Gạo Campuchia đấy. Ai, chứ tôi thêm vào đây, thêm vào đấy. Ui, các cháu ơi, gạo Campuchia đấy. Thôi bây giờ bà lấy tôm nhá. Ngon đấy. Hạt gạo nó cũng khác. Đúng rồi. Bà xúc tôm đây để các cháu ăn kèm nhá. Wow. Ui, đấy. Ngon nhức mắt luôn. Tầm này các cháu đi học hết rồi nên không có cháu nhỏ nào. Rồi, wow. Ngon đấy, chứa tí nước sốt ạ. Bà ơi, con đói lắm rồi đây. Rồi, đấy, rất thơm. Quá ngon rồi mẹ. Ngon thế, ngon thế. Mẹ nhanh lên, con đói lắm rồi mẹ. Đói à? Sáng rồi chưa được ăn cơm, đợi mỗi cơm của nước ngoài ăn. Cơm nước ngoài đấy. Cơm nước ngoài. Gạo Campuchia là gì? Bà ơi, ba hai nồi bánh trưng rồi, con chưa được ăn gạo Campuchia mà. Ai dạ. Ba hai nồi bánh trưng rồi ạ. Vâng. Thế bà cứ tưởng cháu mới có mười mấy nồi, đã ba hai nồi. Vâng. Thơm quá. Thơm phức luôn. Thơm phức luôn. Thơm quá. Thơm quá bà ơi. Thơm quá.
Ngon lắm các cháu ạ. Cái tôm này phải bóc vỏ luôn này à? Bóc vỏ hết rồi. Đây là tôm này là tôm lõn hả bà? À bên này đủ rồi. À đây. Chưa em bé. Đây của em bé đây. Của hai anh đây. Đâu cho hai anh. Hai anh đây. Đấy hai anh đây. Hai nhà đâu? Có. Rồi các cháu ăn mạnh nhá. Con gái là. Có xin. Rồi đây của con Hậu đây. Đây có Hậu chôn. Đấy xài. Vậy à, tôm mà còn bóc rồi ấy, tí thì chỉ việc đút là mồm ấy em ạ. Ngon đấy các bạn ạ. Đấy nhưng mà hạt gạo này công nhận nó khác thật mọi người, nó dài cháu hơn. Gái đây. Nó dài hơn gạo hạt gạo mẹ mình dòng. Ừ. Các cháu đủ chưa? Đủ rồi mẹ ơi. Đủ rồi. Rồi bây giờ bà mời tất cả các cháu ăn nhá. Mời mẹ nha, mình mời mẹ nha. Chào mọi bà Tân về lắm nha. Em mời các chị. Các cháu ăn đi. Wow. Mọi người ơi. Ê, gạo nước ngoài là giàu ăn mọi người á. Tôm toàn mùi bơ. Mẹ ơi, tôm mẹ thốt bơ à? Đúng rồi, thốt bơ tỏi đấy con ạ. À, các cháu ăn mạnh lên. Các bạn ơi, gạo này ăn nó cứ lép bép ăn ngon tan trong miệng luôn các bạn. Tan trong miệng luôn. Có phải nhai không? Cả tôm cũng ngon các bạn nhé. Nhưng có phải nhai không? Có chứ. Có, bà mời các cháu nhá. Tôm thơm tan mùi bơ tỏi này, tiêu rồi các cháu ạ. Ăn cùng với gạo Campuchia là trắng không à. Wow, gạo nó dẻo lắm các cháu ạ. Mà ăn nó đậm, ngon thật. Bà ơi, ngon quá bà. Cháu ăn mặn nhá. Cảm ơn bà nhé. Cô giáo. Cháu ăn tôm nhiều chỗ rồi bà. Nhưng mà lần đầu tiên được ăn tôm của bà Tân Vlog ấy. Ngon ơi là ngon bà. Cháu ăn mặn nhá. Vâng ạ. Hôm nay bọn cháu được xuống nhà bà được... bà nấu món tôm rất là ngon. Yeah. Ăn rất là thơm, thấy mùi hạt tiêu. Và ăn với cả cái gạo này rất là dẻo bà. Đúng rồi, gạo ngon cháu thật. Cháu ăn bà nhá. Cháu thấy cháu... là rất là tuyệt vời thôi. Cháu ăn mạnh lên. Chưa bao giờ được ăn món tôm ngon như này như hôm nay mà được đấy. Chúng cháu lại đến thì bà lại cho chúng cháu ăn tiếp nhá. Đúng rồi. Các cháu ăn mạnh lên. Hôm nào chủ nhật thì đưa các cháu học sinh lên đây nhá. Ngon rồi, ăn nó cay cay nhỉ, nó có gì mà nó cay vậy? Các bạn ơi, lần đầu tiên con đó ăn được cái món tôm sốt bơ tỏi các bạn. Ngon các bạn nhá. Đây, món tôm với cơm của bà rất là thơm và ngon, cháu cảm ơn bà nhá. Rồi, có cháu mạnh lên nhá. Đúng là lần đầu tiên bọn cháu được ăn đấy bà. Thế hả? Nói chung là mẹ nấu kiểu này ăn hơi bị tốn cơm rồi đấy. Tốn cơm. Lại phải tăng cân mọi người ạ, đây mọi người nhìn mấy ông này. Ăn cái này nó mùi bơ mà phải ăn nó cay cay ngon lắm. Các bạn muốn thưởng thức gì đến nhà bà Tân Lê Lông nha các bạn nha. Ngon cơ bơ. Các cháu ạ, khi ăn vào tôm này các cháu ạ. Thì tôm nó chắc lắm, nó giòn, nó ngọt. Lại thơm vị bơ tỏi, ăn gạo cùng với lại cơm gạo Campuchia. Bà ơi. Hả? Tôi chị Mai. Rồi. Mai đây. Có con kia cho cháu Mai. Hey, Mai. Mời các bạn đi. Đúng rồi Dương. Anh cho nó đũa, cho nó đũa. Em đây. Cái món này ăn với cơm trắng tuyệt vời của cháu ạ. Để cháu ăn mạnh lên. Xin bà bắt nữa mới được. Đúng rồi. Mấy cháu nhỏ ăn mạnh lên. Ngon. Ăn được, ăn được. Mất công giảm cân rồi bà ơi. Đến đây lại tăng. Hôm nay ăn nhau về, mấy hôm không ăn cơm khác giảm hết. Mất công. Bố. À, Tuấn đi tập yoga. Ngon thật. Đấy. Đấy mọi người ạ, tôm ngon mọi người nhá. Mẹ múc cái ăn hết rồi đâu có làm gì còn đâu. Báo cho xin bát nữa nào. Mẹ mình làm này ra ăn nó cũng trốn mọi người ạ. Nó không phải bóc. Ngon. Mình ăn hết một bát rồi các bạn ạ. Tôm của bà làm hôm nay là tốn cơm lắm bà. Tốn cơm. Ăn nó dễ, ăn nó vào lắm các cháu ạ. Nó ngọt, tôm nó thế, nó ngấm gia vị cay cay, nó lại giòn, nó lại ngọt thẻ lắm các cháu ạ. Các cháu nhìn này, đấy, ngon chưa? Lại rau mùi nữa, nó thơm lắm ấy. Sắp hết rồi các cháu ạ. Mẹ cho con xin ít tôm nữa để con lốt cơm ấy. Cho xin ít tôm ạ. Ngon quá mà, tôm ngon quá. Ngon. Bạn Hưng ăn nhiều tôm đấy. Mày đi Hậu. Bạn Hưng.
Nhầm. Ăn tôm để bổ sung canxi rồi nhá, protein. Đấy, cháu ngon, ơi. Công nhận ngon thật. À, bên cạnh bà đây nó có chi đấy. Chi toàn này chim mỗi ngày nghìn đơn thì các cháu ạ. Cháu Chi. Chào cả nhà nhá. Trời ơi, ăn tôm mà Tân ngon quá. Lại còn tham gia cả mảng cô giáo nữa đấy, làm cô giáo đó, cháu Chi giỏi thế. Tôm. Cảm ơn bà Tân nhá. Hôm nay bà Tân nấu cho bọn con món ngon ngon quá bà Tân ơi. Cháu ăn mạnh lên. Vâng ạ. Cháu quê Hà Nội hả? Vâng, cháu quê Hà Tây. Hà Tây. Cháu ăn mạnh lên. Ê, các cháu này. Còn tôm đấy, những chú tôm đấy, bỏ hết bỏ rồi. Nó dài lắm, ăn ngọt. Tí cháu ăn hết bà phải cho cháu xin bát nữa nhé. Đúng rồi. Cháu ăn mạnh lên, không sợ hết. Không sợ béo hết, ăn đi. Lại chiều đi cỗ tiếp rồi ăn này. Cháu ăn mạnh lên. Vâng. Cháu ăn hết cả hai đĩa rồi này. Hai đĩa à? Cái cơm gạo Nhật, à, gạo Campuchia này ngon thế. Ngon. Cháy nó mềm cơ. Hôm nay được ăn tôm với lại cơm của bà. Tân vlog thì không mà phải no vài ngày ạ. Cháu ăn đĩa thứ hai rồi bà. Thế à? Các cháu ăn mạnh nhá. Các cháu ạ, đây thật sự là đã luôn này, bà mời nhá. Tôm ngọt bà nhỉ? Ừ. Đã thế bóc vỏ chỉ được ăn các cháu ạ. Mới ăn điện thoại bạn nhỉ, cháy em miếng cháy không nhá. Ừ. Nhưng mà cháy này chưa tới mà nhỉ, chưa không được giòn. Ăn cơm gạo nó xuê các bạn. Ngon. Ngon. Cháu Quân lần đầu tiên được ăn cơm gạo cam chứ. Vâng, ba hai lồi bánh trưng rồi bà. Cháu Quân lần đầu tiên ạ. Thế à? Dạ. Cũng lâu lắm rồi mới ăn cơm mẹ nấu củi ấy. Đúng bếp củi còn toàn nấu cấp điện thôi bà ạ. Thì các cháu ạ, đấy cái món tôm sốt bơm đây là bà cảm nhận nó rất là ngọt này, ngon nữa các cháu ạ. Ăn nó cay cay rồi nó cay vừa vừa, ủi thơm ngon lắm. Lại bà rất vui, có nhiều cô giáo ở trường mầm non Thăng Long Kíp về chơi đấy ở Hà Nội nhá. Thì bây giờ có khả năng là bà dừng video đây thôi. Thì các cháu mà xem clip này có thấy hay thì like và chia sẻ video thì nhiều giúp bà nha. Thì bây giờ bà chào tất cả các cháu nha.